Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 142. Sự tập trung và lòng cống hiến vô ngã. Làm bất kỳ việc gì chúng ta cũng phải tập trung, nếu không lương tâm mình sẽ không an ổn, rồi lại phát ra một từ trường không tốt. Tới lúc đó nếu không bị sư phụ trách thì cũng bị người khác trách. Rồi chúng ta lại hỏi tại sao lúc nào mình cũng bị la. Đó là vì bầu không khí chung quanh của chúng ta không được tốt, làm cho người khác khó chịu. Từ trường chung quanh này không nhìn thấy được, nhưng người tu hành có thể thấy bằng mắt huệ. Trí huệ của họ có thể cảm nhận được. Thành thử không thể lừa dối người nào. Sau khi bị la, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường thường là giận người la mình, rồi tức người đó, hoặc cảm thấy không vui đối với sư phụ. Thay vì xem xét lại lề lối, cư xử, động cơ thúc đẩy và lòng dạ của mình. Mỗi khi bị người nào trách cứ chuyện gì, chúng ta nên kiểm soát lại mình liền. Nếu biết lý do mình làm là đơn thuần, trong sạch, thì chúng ta biết rằng điều đó không sao. Lúc đó mình sẽ cảm thấy dễ chịu. Nếu thấy mình làm việc gì đó sai quấy, thì phải kiểm lại lòng mình. Không phải lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Mỗi khi có ai khiển trách, nếu họ nói đúng thì họ là thầy của mình. Nếu họ nói không đúng thì có thể coi như đó là nghiệp chướng. Đó là cách đối phó giản tiện nhất. Nếu không thì làm sao? Sống với người khác không thể nào tránh được thỉnh thoảng cọ xát do sự khác nhau về tính tình, khác nhau về đẳng cấp tu hành hay nghiệp từ kiếp trước. Cho nên không thể kỳ vọng ngày nào mọi chuyện cũng xảy ra tốt đẹp. Thế giới rất công bình, quý vị không cần phải lo lắng phước báo hay lòng thành tâm của mình không được ngó ngàng tới, bởi vì chính mình tự biết mình. Chúng ta là Thượng Đế, có Thượng Đế ở trong tâm, sao phải lo người ta không biết? Không phải quý vị bảo rằng quý vị tin sư phụ 100% sao? Cũng phải tin chính mình giống như vậy. Thượng Đế ngự trong chúng ta, người ta cũng nói rằng minh sư là vô sở bất tại. Vậy sao lại lo người khác không biết rồi tranh giành công lao hoặc khoe khoang này nọ? Lúc nào cũng phải thành thật với chính mình. Làm việc gì cũng nên có một tâm hồn đơn thuần trong sạch mà không vẩn đục bởi bất kỳ mục đích nào. Kết quả, chúng ta sẽ thấy người khác thương mến mình càng ngày càng nhiều, rồi minh sư cũng sẽ để ý tới mình. Tốt hơn hết là làm việc phục vụ kẻ khác với một tấm lòng cống hiến thật sự vô điều kiện, rồi chúng ta sẽ được mọi thứ. Hồi xưa, lúc tôi sống trong những am thiền của người khác, tôi không chấp vào việc lúc nào cũng muốn được gặp thầy, cũng không đòi thầy phải nhìn thấy tôi này kia kia nọ. Tôi chỉ phụng sự quét dọn cầu thang, lau nhà, tưới cây vân vân. Tôi cứ làm những việc mà người khác không ai muốn làm, nhất là rửa chén, việc ít người ưa nhất. Sau khi người ta nấu nướng, ăn uống no nê, chén đũa chất cao như núi, mỗi ngày tôi đều rửa chén, cảm thấy rất là vui sướng. Rốt cuộc bây giờ có người rửa chén cho tôi, quét dọn cầu thang, lau nhà cho tôi. Thành thử đừng có đòi hỏi điều gì mà chỉ phụng sự thôi. Trời Phật sẽ an bài định mệnh của mình. Chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều. Tu hành là để mình giải thoát ra khỏi những ham muốn, danh vọng, lợi lộc, tính cạnh tranh. Nếu không giải thoát được bây giờ thì tới chừng nào giải thoát? Nếu không thể thấy thiên đàng khi còn sống thì làm sao thấy được thiên đàng sau khi rời khỏi thế gian? Chúng ta sẽ thấy không quen. Bởi vì khi quen một cái gì rồi thì khó mà thay đổi. Thói quen đó sẽ trở lại với mình và rồi phải phấn đấu vật vã. Bất cứ việc gì chúng ta làm, nếu lương tâm cảm thấy trong sạch, an ổn thì việc đó là đúng. Không cần phải hỏi sư phụ, cũng không cần phải làm cho người khác. Làm như vậy một hồi chúng ta sẽ quen đi, rồi tự động nó sẽ trở thành một bản tính tự nhiên. Chúng ta sẽ cảm thấy biết mình nên làm gì. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì còn lại chưa làm. Lúc đó chúng ta sẽ không ghét làm chuyện gì cả. Những gì quý vị đang làm bây giờ là công việc phụng sự cho đại chúng. Tất cả những việc này tôi đã làm qua. Đâu có sao. Không việc làm nào là nhỏ nhặt cả. Trước khi có nhiều đệ tử, tôi cũng trộn xi măng, xây cất trung tâm cho đệ tử ở,
xây cầu tiêu cho đệ tử dùng, vân vân. Không có gì là tôi không làm được. Chỉ tại bây giờ quý vị nhiều người quá mà quý vị lại có đầy đủ tài năng, nên tôi để cho quý vị làm. Nếu tôi tự làm lấy thì quý vị buồn sao? Đúng không? Khán giả, phải. Quý vị có rất nhiều anh hùng tha thiết muốn bảo vệ giúp đỡ tôi gìn giữ thần hình này. Đương nhiên những việc chúng ta làm không có tiền lời, không được trả lương, nhưng chúng ta được sự vinh quang, niềm vinh dự. Phụng sự người khác, phụng sự chúng sanh và phụng sự đồng tu là một vinh dự. Nó là phần thưởng cao cả nhất của chúng ta. Còn không thì danh vọng, sự giàu sang ở đời này rất dễ, hễ siêng làm việc là được. Chỉ là công việc này là một sự vinh quang. Chúng ta làm không phải vì muốn được phần thưởng hoặc muốn được sư phụ cưng. Như vậy thì giống như là hối lộ nếu mình có mục đích đó. Cho nên làm bởi vì tự mình muốn làm và vì mình thích làm, đó là phần thưởng cao cả nhất. Không cần kỳ vọng điều gì khác. Trường hợp Minh Sư cũng như vậy. Không có mấy ai trong vũ trụ này làm được công việc của tôi, nhưng tôi làm được. Điều này khiến tôi cảm thấy sung sướng. Mặc dù tôi không sẵn lòng cho lắm, nhưng cũng không sao, tôi cứ làm. Tôi làm sao kỳ vọng phước báo từ công việc đó chứ? Lời Pháp Cam Lồ, con đường hòa bình. Tôi nghĩ tất cả tổng thống và những vị lãnh đạo trên thế giới nên tìm cách nhắc nhở mọi người về phương diện tâm linh thay vì chỉ về phương diện vật chất, vì tâm linh trường tồn hơn. Thật đẹp biết bao khi nhắc nhở người ta về phương diện tu hành, bởi vì chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó là điều duy nhất trường tồn mà chúng ta có. Đó là điều giúp chúng ta đạt được sự hòa bình trên thế giới và giữa các quốc gia. Nếu mỗi quốc gia đều khai ngộ, thì chúng ta sẽ đối đãi với nhau hòa bình hơn. Đôi khi chúng ta làm việc thiện, chúng ta thấy rất vui vì đã làm đúng. Lúc đó chúng ta gần gũi với tính chất của Thượng Đế, của Thánh Nhân, tình thương của chúng ta phát triển và chúng ta thấy hạnh phúc. Thiên đàng là ở đó, không phải đợi tới lúc chết rồi mọc cánh, bay tới bay lui. Sư phụ khai thị, cho vui hơn là nhận. Chúng ta nên cố gắng giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt theo khả năng của mình. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là ngày nào cũng đi ra giúp đỡ một số người nào đó. Làm tự nhiên thôi, ban rải tình thương của mình một cách tự nhiên. Lấy ví dụ, nhiều khi tôi thấy mấy người lang thang ngoài đường hay những người khốn khổ, tôi liền cho họ những gì họ cần. Đồng tu, nhưng hình như có rất nhiều người cần giúp đỡ, giúp đến bao giờ cho hết. Cứ làm một cách tự nhiên thôi. Khi quý vị thấy có người cần giúp đỡ, lúc nào giúp được thì giúp, nếu không giúp được thì đợi kỳ sau. Quý vị không cần phải ép buộc chính mình. Giúp người là một vinh dự to lớn, một niềm vui lớn lao chứ không phải là một công việc hay một trách nhiệm. Nếu quý vị cảm thấy bị bắt buộc thì đừng có làm, chỉ giúp khi nào mình thấy vui, thấy thích, bởi vì đó là vinh dự của quý vị. Bố thí thật tình là một việc rất vui, giúp đỡ thật tình là một việc làm rất là dễ chịu. Thí dụ như ngày hôm kia, tôi đang tính mua một cái ghế nệm cho mấy con chó của tôi. Nhưng ghế trong tiệm quá lớn so với căn nhà nhỏ của tôi. Tôi nghĩ chắc không đủ chỗ để. Mấy con chó cũng đã có giường riêng của chúng, nhưng ban ngày chúng nó đi lang thang bên ngoài. Nhiều khi mệt, chúng không chỗ ngồi, cho nên chúng thường hay ngồi ghế nệm trong nhà. Thành ra tôi quyết định mua một cái ghế nệm cho chó. Tôi đi vô tiệm, nhưng trước khi tìm ghế nệm thì tôi thấy hai đứa nhỏ mặc buồn hiu đang năn nỉ mẹ nó. Mẹ ơi, làm ơn đi mà, làm ơn đi, chúng con muốn có hôm nay. Thoáng nghe họ nói chuyện với nhau thì tôi thấy hình như người mẹ muốn mua chiếc giường 2 tầng cho con, nhưng họ sắp sửa dọn nhà. Nếu mua giường này ngày hôm đó thì họ lại phải trả tiền chuyên chở dọn đi một lần nữa. Hơn nữa lại phải tháo giường ra rồi lắp giường vô. Cho nên bà mẹ còn ngần ngừ, không muốn mua chiếc giường đó vì phải tốn tiền thêm. Tôi hỏi ông quản lý, cho tôi trả tiền chuyên chở khi họ dọn nhà được không?
tôi sẽ trả tiền trước bây giờ, rồi khi nào tới lúc đó thì ông giúp họ dọn. Hai đứa nhỏ nghe vậy vui quá, xin địa chỉ của tôi, số điện thoại, tên, vân vân. Sư phụ và mọi người cười. Nhưng tôi nói không không, xin lỗi, tôi bận lắm. Đó là quà cho các em, tôi chỉ muốn các em vui thôi, đừng hỏi gì nữa. Rồi tôi chạy mất tiêu. Thấy niềm vui trong ánh mắt chúng nó mà lòng tôi sung sướng. Chúng nó nói, ồ, thật vậy à, cảm ơn bà. Có phải bà là bà già Noel không? Sư phụ và mọi người cười, vỗ tay. Rồi đứa nhỏ nhất nói với mẹ nó, má ơi, ông già Noel có thật đó. Nếu không mua giường hôm đó, thì Giáng sinh chúng nó sẽ không được ngủ giường mới, phải đợi năm sau, khi họ dọn nhà xong. Cái giường đó tôi cũng thích nữa. Kiểu giường mà màu sắc đều rất hợp cho trẻ em, rất sáng, nhưng không phải lòe loẹt, lộn xộn. Hai ba màu hòa hợp rất ấm áp, dễ chịu. Tôi thấy mấy đứa nhỏ cũng biết chọn lắm, nhưng bà mẹ có lẽ hơi ngại, không muốn bỏ thêm 50 nữa. Nghĩ làm như vậy là phí. Đối với họ, món tiền đó có lẽ không phải là ít. Rồi người quản lý của tiệm hỏi tôi, bà có biết rằng phải tốn 50 đồng không? Tôi trả lời, không sao, nếu làm cho hai đứa nhỏ vui được thì cũng đáng. Tôi đưa cho ông ta 100 đồng, nói rằng nếu 50 đồng không đủ thì ông có thể dùng 50 đồng còn lại, nhờ ông giúp để hai đứa nhỏ có giường ngay ngày hôm nay. Giáng sinh sắp tới rồi, cho trẻ con vui là một điều quan trọng. Tôi rất thương trẻ em, nhờ ông lo giùm chuyện này được không? Ông ta nói, chắc chắn được, không thành vấn đề. Rồi tôi vọt lẹ. Mới đầu tính đến là để mua ghế nệm cho chó, nhưng trong hoàn cảnh ấy tôi không dám ở lại. Sau đó tôi đi ra và không tìm nữa. Hai đứa nhỏ cứ lẩn quẩn tới hỏi tin tức như số điện thoại của tôi, nói là muốn gửi thiệp cảm ơn vân vân. Nhưng tôi nói không 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 cần. Nếu lần nào cũng để cho người ta gửi thiệp cảm ơn thì thùng thư của chúng ta sẽ quá nhỏ. Vừa trả tiền xong là tôi lẩn ra ngoài. Trong lòng rất là vui, niềm vui của hai đứa trẻ lây sang cho tôi. Lúc chúng ta còn nhỏ, nếu được một cái gì mình thích, ngay lập tức thì mình sung sướng vô cùng. Nếu phải đợi 2-3 tháng thì ai biết được trong thời gian đó những thay đổi gì sẽ xảy ra, đúng không? Lúc đó lại là Giáng sinh nữa, bà mẹ đâu có bảo rằng bà ta sẽ không mua chiếc giường đó. Bà đã rất thương con rồi. Vì tôi cảm thấy hình như họ không được khá giả gì cho lắm, cho nên tôi xin trả tiền chuyên chở. Họ ngạc nhiên không thể tả. Tôi chỉ nói rằng tôi rất thương trẻ em, hơn nữa bây giờ cũng là mùa Giáng sinh. Thế là họ cảm ơn tôi hoài. Tôi nói đừng, đừng, tôi mới là người cần phải cảm ơn vì bà đã cho tôi cơ hội khiến cho mình sung sướng. Thật tình là như vậy. Thành ra khi nào có dịp giúp đỡ kẻ khác, chúng ta nên cảm ơn người nhận. Tôi thật sự biết ơn họ đã cho tôi một cơ hội để giúp hai đứa nhỏ, làm cho chúng nó vui. Có nhiều người nghi ngờ ý định của chúng ta và không sẵn sàng chịu nhận. Ngoài ra, ông quản lý rất hợp tác, như tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến đó, khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ dàng và dễ chịu. Cho nên giúp kẻ khác không phải là một trách nhiệm, mà là một vinh dự lớn lao, mang lại cho mình một niềm vui to lớn vô cùng. Cả ngày hôm đó tôi rất vui. Đồng tu, nhưng chỉ cần nghĩ tới nhiều người đang cần giúp cũng đủ làm cho con thấy mệt. Không, đâu cần phải như vậy. Quý vị ở đâu thấy nhiều người cần giúp? Quý vị giúp khi nào có người cần. Chúng ta không thể giúp toàn thế giới, dù có giúp được đi nữa, cũng còn có chúng sinh dưới địa ngục, rồi đến thú vật. Chỉ cần làm những gì cần thiết trong lúc này mà thôi. Mỗi lần làm một việc là được rồi. Không cần nghĩ rằng quý vị phải làm một chục thứ. Nếu ngày hôm nay quý vị gặp một người nào đó cần giúp và nếu quý vị có khả năng thì cứ giúp. Nếu không thì chỉ cần nâng đỡ, ủng hộ họ trong tâm. Giống như trong ví dụ mà tôi vừa mới đưa ra, tôi vẫn có thể nói với bà mẹ rằng, ồ, giường này đẹp quá, bà ráng mua cho mấy đứa nhỏ đi.
Nói như vậy cũng được, đâu cần phải tặng tiền bạc. Nếu chúng ta có lòng ủng hộ, làm cho họ vui, khuyến khích họ, như vậy cũng tốt. Nếu hôm đó họ không mua, cũng chẳng sao. Mình cũng có thể bảo mấy đứa nhỏ rằng, đừng lo, một tháng ngắn lắm, qua rất mau, rồi các con sẽ được. Quý vị có thể khuyến khích người ta, và quý vị phải thật tình muốn làm mới được. Không cần phải ép buộc mình xen vào bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng, đừng. Hãy làm tự nhiên thôi. Thượng Đế vô tình cho tôi cơ hội ngày hôm đó, cho nên tôi thấy làm rất trôi chảy, trong lòng rất là vui. Tôi thật tình vui lòng muốn giúp, nếu lúc đó không giúp được thì chắc là tiếc lắm. Vì nghĩ bụng hai đứa nhỏ đó về nhà tay không, không được cái giường đó cho tới một tháng nữa. Ý nghĩ đó chắc sẽ làm cho lòng tôi rất khó chịu. Thành ra giúp được lúc đó, tôi thấy rất là vui sướng. Vì vậy mà tôi nói quý vị rằng giúp đỡ kẻ khác không phải là một trách nhiệm, mà là một cái gì đó mang lại niềm hạnh phúc và sự thoải mái đến cho chúng ta. Tôi hay giúp đỡ và thường thường cảm thấy rất là vui sướng. Niềm hạnh phúc không phải chỉ đến lần thứ nhất hay lần thứ nhì hay lần thứ ba, mà lần nào giúp người tôi cũng thấy hạnh phúc. Đương nhiên mỗi lần là mỗi niềm vui khác nhau. Nếu giúp được cho những người thật sự đang cần giúp, ôi tôi thấy dễ chịu, thỏa mãn vô cùng. Nhiều khi chúng ta có lẽ cũng nghi ngờ, không biết mấy người đó có thật tình cần giúp hay không, nhưng nếu họ hỏi là tôi cho. Chúng ta không nên nghi ngờ rằng họ nói dối. Dù họ có nói dối đi nữa, thì đó là chuyện của họ, tôi vẫn giúp như thường. Lúc đó có thể tôi không cảm thấy vui gì lắm, nhưng cũng còn hơn là từ chối, trong lòng nghi ngờ, không giúp họ. Bởi vì về nhà, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng, à, lẽ ra lúc nãy mình phải giúp người đó mới phải. Đôi khi chúng tôi đi ngang qua những người lang thang ngoài đường phố, nhưng lỡ chạy quá rồi, cho nên phải đi một đoạn xa mới vòng lại được. Giúp họ xong, tôi mới thấy trong lòng khoan khoái. Nếu lái xe ngang qua mà không quẹo lại giúp, thì khi về tới nhà, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Nghĩ mình đã không cố ráng thêm một chút nữa để mà giúp đỡ người ta. Thành thử tôi không hiểu tại sao đối với một số người, giúp người khác là chuyện khó. Quý vị không hiểu, thật tình là không hiểu. Khi bố thí càng nhiều thì quý vị sẽ biết sung sướng tới mức nào. Càng cho bao nhiêu, quý vị càng vui bấy nhiêu. Tin tôi đi, không cần phải cho gì nhiều. Cho nhiều ít tùy theo khả năng của mình, nhưng không phải là cho đi tất cả tiền bạc của cải, không để lại một chút nào cho chính mình và gia đình. Không, không. Chúng ta vẫn phải săn sóc gia đình. Xong rồi, nếu ở trong vị trí giúp đỡ được cho kẻ khác, thì chúng ta nên cố gắng giúp đỡ. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rất là sung sướng. Khi giúp người thiếu thốn, tâm chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu, giống như chính mình đang được giúp. Thấy cảm thông với người kia, lý do rất là đơn giản. Nếu quý vị là người đang thiếu thốn, bỗng nhiên có một người khác tới giúp, quý vị có thấy sung sướng không? Nghĩ như vậy là biết liền, đâu cần phải có thần thông mới biết. Niềm vui của người kia trở thành niềm vui của quý vị, bởi vì quý vị hiểu rõ cảm tưởng của người ta, giống như biết cảm tưởng của người kia đang đói khi nhận được đồ ăn vậy. Cũng vậy, khi tôi giúp người khác, cũng giống như tôi trở thành người đó, cho nên tôi thấy rất là sung sướng. Tôi cho người nào thì đó dường như trở thành tôi, vì vậy tôi và người đó cả hai đều sung sướng. Tuy nhiên, tôi vui hơn họ bởi vì không những tôi cảm nhận được niềm vui của họ mà còn biết rằng mình đã mang lại cho người đó niềm vui. Hai cái cộng lại làm tôi vui hơn người kia. Thành thử chúng ta mới nói người cho vui hơn người nhận. Cho nên, nếu quý vị không bố thí hay không giúp đỡ người khác thì thật là đáng tiếc vô cùng. Bỏ lỡ những cơ hội được vui. Tôi không bắt buộc quý vị phải bố thí, tôi chỉ nói rằng đó là những cơ hội đạt được niềm vui, niềm hạnh phúc. Nghiệp chướng hay không nghiệp chướng, chuyện đó nói sao? Khi cho,
thì đừng để ý tới nghiệp chướng, chỉ nghĩ tới người đang cần, đừng có nghĩ đến mình. Như vậy quý vị mới sung sướng. Nếu lúc đó còn nghĩ tới nghiệp chướng, cho mà còn sợ, thì đừng cho, bởi vì lúc đó quý vị sẽ không thấy vui. Khi cho thì quý vị hoàn toàn không nên nghĩ tới hậu quả. Chỉ vậy mới cảm thấy sung sướng mà thôi. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 12 năm 2002. Nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin 142.